Làm cái gì mà ngủ dữ thần vậy hả? Dậy coi. Dậy dậy dậy. Sao vậy? Trong người sao? Nói em nghe coi sao ngủ dữ vậy? Sao đâu, Ngọc Cát đó nó cho anh uống thuốc ngủ á, anh ngủ ly bì luôn á. Giờ tối chưa vậy? Trời đất ơi, chi vậy? Làm vụ đó nữa đi. Trời đất ơi, mấy giờ rồi mà còn ngủ mà không biết trời trăng gì hết. Cái ông này thì... Anh à, dậy 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 dậy. Đâu có sốt, đâu có nóng gì đâu mà ngủ dữ vậy hả? Thôi dậy dậy dậy. Dậy nè. Trời. Làm cái gì mà ngủ dữ thần vậy hả? Dậy coi. Dậy dậy dậy. Sao vậy? Trong người sao? Nói em nghe coi sao ngủ dữ vậy? Sao đâu, Ngọc Cát đó nó cho anh uống thuốc ngủ á, anh ngủ ly bì luôn á. Giờ tối chưa vậy? Trời đất ơi, chi vậy? Làm vụ đó nữa đi. Tôi đập ông bây giờ nghe chưa? Nghe chưa? Vụ gì? Tập lao quá à. Thôi 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 thôi, cứ không phải như vậy đường hoài là được đâu. Em mới nay em cũng bị mệt mỏi lắm á. Cái gì? Thôi mà, cái gì nó cũng phải vừa phải đúng thôi, chứ mình ép quá đâu có được. Mà thôi đã, để hôm qua về em thấy trong người nó cũng kiểu như nó cũng khó chịu trong người nè. Nó bần thần, nó cũng mệt mỏi mà nó bận dạ nè. Hả? Thì hôm qua giờ em thấy khó chịu. Thôi để em đi kiếm qua em thử coi trong người em sao rồi tính tiếp. Khổ ghê. Ủa hồi bữa em nhớ em mua gì em để đây mà ta. Em mua gì? Thì em mua mấy cái que thử chứ mấy gì. Thì em để đó nó còn đó chứ ở đâu mà trời. Em nhớ bữa em dục trên cái tủ này nè, cái tủ màu nâu này nè, tủ lớn này nè, ngay góc này nè. Thì em kiếm kỹ lại coi nó nằm đó đó. Kiếm gì? Nhà có mấy chỗ chứ đâu mà kiếm kỹ không kiếm kỹ. Trời đất ơi. Ủa anh ơi. Gì em? Mấy cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa? Hả? Mấy cái que mà hồi bữa em thử á, mà nó lòi ra một vạch á. Hả? Em để trên cái lavabo á. Ủa? Rồi anh gom dục hết hả? Anh đâu có dục. Hồi bữa em thử xong mấy cái em để trên đó. Hả? Rồi mấy nay em đâu có dọn nhà vệ sinh đâu. Anh có dọn không? Không, anh đâu có biết cái gì đâu. Anh có dọn nhưng mà anh đâu có thấy đâu. Rồi em nhớ rõ ràng bữa em mua mấy cái que mới em để trong đây. Anh có lấy cất của em không? Không, cái đó là của em á. Thì anh đâu có biết. Nó nằm ở đâu trong đó đó thì em cứ kiếm kỹ lại coi. Chết cha. Cái gì vậy? Trong nhà vệ sinh à? Là mấy cái que thử rồi à? Mấy cái que một vạch mà cũng bị mất. Rồi em kiếm trên cái chỗ để xà bông, kem đánh răng này nọ. Rồi trong tủ những cái que mới cũng không có. Mà trong phòng mình cái gì? Lẽ nào có người lẻn vô phòng mình phát hiện ra em có bầu giả.